Dễ thương không? Hello cả nhà. Hoa Hồng Đen đang đi trên đường ha. Trên đường đi qua Cô Thanh, Phú Nhuận. Thì ở phía trước nè, có một cái chó nè. Dễ thương không? Nên là Hoa Hồng Đen quay lại cho cả nhà mình xem ha. Nằm yên bất ấy, ngồi đây ngồi dễ cảm cưng không? Lấy cho lấy của hộ là thấy mình chạy theo. Ok, xây đủ chơi chịu cho cả nhà. Cả nhà thấy không? Thật ra thì nếu mà cả nhà mình xem á thì sẽ có cô chú hay anh chị nào đó để lo sợ là bé sẽ té. Nhưng thật ra tụi nó khôn lắm cô chú, tụi nó ngồi quen rồi. Khi mà tại vì Hoa Hồng Đen cũng chở cứu hộ hoài à, khi mà mình chạy cái tốc độ mà nhanh tí xíu á là tự động nó sẽ tựa cái đích vô trong cái người mình á. Nó lấy tay nó chịu lại cô chú, cho nên là cô chú không phải lo với cái vấn đề này, tại vì người ta đã chở quen rồi đó. Đó mấy đứa nó thoải mái lựa chọn cái đó. Thấy không, nó đổi tự động, nó mỏi nó đổi ha. Cứu hộ ơi, cứu hộ. Ui, cứu hộ im gu à, sợ rồi. Hôm nay sao nó im gu ta, hôm nay im gu rồi. Cứu hộ sao vậy con? Cứu hộ nó thấy không anh? Cứu hộ thấy không? Đâu thấy, thấy sao nó không sủa? Thấy ghê, chồm xuống rồi nó thấy rồi. Nè nè, kế bên nè, kế bên nè. Ê, sao chó đó nó không sủa chân ta? Đó. Ước gì chiều chiều người chở con đi chơi vậy. Không, nếu mà nó thành một cái thói quen rồi đó thì sẽ hết người ăn thịt chó ha bác ha. Khi mà người ta biết yêu thương rồi đó là người ta sẽ không ăn tụi nó nữa. Đi làm về hay sao ta? Đi làm về hay sao á? Rồi. Dạ, đó. Thôi ngồi chơi sau lưng người chủ là thấy thương không? Ok cả nhà, thì Hoa Hồng Đen sẽ quay cho tới khi nào mà rẽ đường thôi ha. Để cho cả nhà mình xem bé chó tự tin ngồi sau lưng chủ. Ngồi này gọi là ngồi chuyên nghiệp nè. Ngồi chuyên nghiệp chứ không giỡn đâu. Ngồi chuyên nghiệp lắm á. Đó, thấy cưng ghê không cô chú? Lâu lâu nó chở mình á. Nó mỏi hay sao nó chở mình á. Nằm thấy ghế không? Nằm ngoảnh cái đít, hình như chó cái á bác ơi. Chó cái nên cứu hộ nó mới không sủa đó. Quất tầm rồi. Tới đồ quẹo rồi. Quẹo rồi. Ủa, nó quẹo luôn hả? Nó quẹo, mình quẹo luôn rồi, bên kia quẹo rác xi nhan rồi kìa. Bảo chung luôn hả? Có không? Trời ơi, chung đường luôn. Chung đường luôn nha. Ê! Nó dòm cả. Ê! Nó đứng lên á. Quay qua. Cô chú thấy không? Thấy chuyên nghiệp ghê không? Ta đi xe chuyên nghiệp mà. Đó. Nằm xuống luôn. Ta đi xe chuyên nghiệp cô chú thấy không?
cây nhà lớn. Đó, thấy chưa? Nó mặt hớn hở rồi thấy không? Đó, thật ra là chó cái suy nghĩ của nó đơn giản lắm cô chú. Nó đâu có cần một người chủ giàu đâu. Nó chỉ cần đi đâu cũng có nó theo thôi là được rồi. Đó. Cái này là em nói chung chung thôi nha, còn đối với cứu hộ là chưa biết nha. Cơm không ăn. Nó chơi chứ hiểu ý của tụi nó cũng dễ lắm cô chú. Nhưng mà nó cũng giống như một đứa con nít vậy. Rồi bye bye luôn rồi. Rồi cô chú ơi, mình rẽ rồi, em ấy đi rồi. Rồi Quang Hồng Đen cảm ơn cô chú rất là nhiều. Vì xem hết video của Quang Hồng Đen thì Quang Hồng Đen sẽ tiếp tục quay những cuộc hành trình của mình đi ngoài phố, cũng như là những cái đoạn video clip mà các bé được yêu thương, được chủ chở đi chơi, hoặc là có những cái nói chung là cái gì liên quan tới các bé mà được hạnh phúc thì Quang Hồng Đen sẽ quay ghi lại để cho cô chú mình xem sau những giờ mà mệt mỏi mình mưu sinh hết cô chú. Rồi Quang Hồng Đen cảm ơn cô chú rất là nhiều. Quang Hồng Đen xin khép lại video này. Để tiếp tục đi qua nhà của cô Thanh Phú Nhận. Dạ, Quang Đen cảm ơn. Quang Đen xin chào cô chú.